Mừng con học sinh lớp 5 quay trở lại kênh Blue English Nghe thầy tiếp tục hướng dẫn chữa bài tập ở nhà nhé Hôm nay thầy hướng dẫn các con chữa bài tập của Unit 12 Unit 12 bài 12 Don't ride the bike too fast Đừng đi xe đạp quá nhanh Too fast Fast Nghĩa là nhanh Quá nhanh Eh Pronunciation Pronunciation Nghĩa là gì con nhỉ Nghĩa là phát âm One, mark sentence intonation. Chúng ta sẽ đánh dấu ngữ điệu của câu. Sentence intonation. Then say sentences aloud. One, don't play with the stove. Don't play with the stove. Đừng, à, đừng chơi gì con nhỉ? Don't play, don't play, đừng chơi với gì con nhỉ? Với cái lò, à. cái bếp bếp lò. Don't play with stove. Don't play with knife. Don't play with knife. Okay, I won. Okay, I won. Tiếp đến. Why shouldn't I play with stove? Why shouldn't I play with stove? Tại sao mình không chơi với cái lò với sóng nhỉ? Because you may get a burn. Burn là bỏng nè. À. Bạn có thể bị bỏng đấy. Why do should I play with knife? Knife là con dao. Tại sao bạn uh, mình lại không được chơi với con dao? Knife, knife. Because you may cut yourself bởi vì bạn có thể bị đứt tay đấy. Con chuyển sang bài 2. Read and complete. Chúng ta sẽ đọc và hoàn thành. Then say sentences aloud. Sau đấy đọc to các câu lên. Ta thấy có các từ gì con nhỉ? Bike, bike. Why? nghĩa là tại sao because là bởi vì don't không ride ride by nghĩa là đi xe đạp climb the tree climb the tree tức là leo cây đúng không climb là nghĩa trèo leo trèo trên cây Don't climb the tree. Đừng leo cây. Don't climb the tree. Why shouldn't I? Number two. Why should I ride too fast? Tại sao mình không đi quá nhanh? Because you may fall off the bike Bởi vì bạn có thể ngã fall off, fall off Fall off Fall off Fall off Nghĩa là bị ngã Ngã gì? Ngã xe Three Why shouldn't I run down the stairs? run là chảy, down là chảy xuống. À. Tại sao khi đi cầu thang chảy xuống thì bạn không nên chạy đúng không? Why? Tại sao? Why shouldn't I run down the stair? Tại sao bạn lại? Um, tại sao mình lại không nên? À, không nên chạy xuống cầu thang. Because, uh, bởi vì. Because, bởi vì you may fall and break your leg bạn có thể bị ngã fall fall nghĩa là ngã và sao gãy chân break your leg break your leg bị vocabulary. keeble nghĩa là gì con nhỉ từ vựng one read and march chúng ta sẽ làm gì đấy con nhỉ đọc và đọc phần nối one play two write three run down four get Five break. Play nghĩa là gì con nhỉ? Play là chơi. Ride là đi xe đạp ấy. Đi xe. Run down là chạy xuống. Get. Break. Break là gãy. Play. Play gì con nhỉ? Play with the knife. Chơi cùng với con dao. Tiếp đến. Ride the bike too fast. Ride the bike. Run down the stair. Get a burn break your leg gãy chân break your leg đó là chính là các cụm từ chúng ta mới học xong đấy con sẽ chuyển sang bài tập 2. complete the sentences with four a phrase in one b one chúng ta sẽ sử dụng cái bài chúng ta mới làm xong đấy bây giờ chúng ta xem nào chúng ta sẽ làm gì đây không chơi với con dao don't play with the knife. The knife. Don't play with knife because you may cut yourself. Bởi vì bạn có thể làm bị đứt tay đấy. Two. Don't play with matches. Matches nghĩa là gì con nhỉ? Nghĩa là bao diêm. Bao diêm đấy. Because you may, you may get a burn get a burn tức là bị bỏng nào. get a burn burn nghĩa là bị bỏng con chuyển tiếp sang three why should I tại sao mình không run down the stair? run down the stair chạy xuống cầu thang because you may fall and break your arm bạn có thể ngã và gãy tay do arm tiếp đến number 4 you shouldn't Rise right or by too fast. Rise right or by too fast. Rise right or by too fast. Because you may fall OFF it. Bởi vậy bạn có thể bị bị ngã fall of. fall of it. Con chuyển sang phần C sentence pattern nghĩa là gì con nhỉ? Mẫu câu. Read and match. Đọc và nối. 1, 2, 3, 4. What are you doing with the stove? What are you doing with stove? Bạn làm gì với cái lò vệ lò sưởi lò sưởi nhỉ? Don't play with knife. Bạn không nên chơi với dao. Should he climb the tree? Cậu ấy có nên leo cây không? Why shouldn't he play with knife? Tại sao bạn ấy lại không nên chơi với con dao? Chúng ta sẽ đây là lời đáp. À, because he may cut himself. A for. No, he shouldn't. Bạn ấy không nên. Là câu 3 B. Bạn ấy không nên leo cây. I want to cook the cabbage. Mình muốn nấu món gì con nhỉ? Món uh, bắp cải đúng không? I want to know. What are you going to do with the stone? See. One see. Don't play with the knife. Bạn không nên chơi với con dao mình. Nữa. Ok, I won't. Mình sẽ không chơi đâu. Ok, I won't. Con chuyển sang phần bài tiếp theo. To read and complete. Chúng ta sẽ đọc và hoàn thành đây ta thấy có 5 câu It may bite you Bite nghĩa là cắn, nó có thể cắn bạn ấy Bite you Because it's dangerous Vì nó rất là nguy hiểm Dangerous Ok, I won't Ok, mình sẽ không He's, play, he's playing with a neighbor dog Cậu ấy đang còn chơi với một con chó ở hàng xóm Neighbor's dog E. Why not? Tại sao lại không? hội thoại giữa Mary and Nam. What's Tom doing over there? Cậu ấy đang làm gì? Tom đang làm gì ở đằng kia? What's Tom doing over there? Bạn đang làm gì? He's playing with neighbor dog. Như vậy câu 1 chúng ta điền D. Đi. He's playing with a neighbor Neighbors Dog. Bạn ấy chơi với một con chó của người hàng xóm. He shouldn't do that. Cậu ấy không nên làm thế. Why not? Tại sao lại không? Why not? Tại sao lại không? Why not? Because. Because is dangerous. Câu 3 chúng ta sẽ có là because is dangerous. because is dangerous Bởi vì chỗ nó rất là nguy hiểm. Tom, don't play with the dog. Tom ơi, đừng chơi với con chó nhé. Why not? Tại sao lại không? It may pay you. Pay you. Nó cắn bạn đấy. It may pay you. Tiếp đến Tom đáp này. OK, I won. OK, I won. Ồ, mình sẽ sẽ không, không không chơi đâu. Như vậy là các con đã hoàn thành bài tập của mình ở đây rồi đấy. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thầy chào các con, tặng chúc các con thật học thật giỏi nhé. Bây giờ thì goodbye for now.